Rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh chị cái phần đó là phần thu chi và kho. Phần thu chi và kho thì tạm thời em cũng chưa nắm rõ được một cái chính xác ấy. Thì tạm thời trước mắt thì em đang phác thảo tạm cái nhật ký như thế này. Thì trong quá trình anh chị làm thì anh chị có thể sửa trên này được cho em ha. Anh chị cứ sửa bình thường thôi. Cái này nó chưa ảnh hưởng gì hết á. Nhưng mà sửa thì bảo vệ em thì để em xem lại. Rồi anh chị cứ nhập bình thường ha. Ở đây thì cứ nhập nhập cứ mỗi một nghiệp vụ ấy, mỗi một nghiệp vụ phát sinh anh chị nhập cho em một dòng. Đấy. Cứ nhập cho em ở đây. Đấy, cứ nhập hàng ngày đấy, cứ phát sinh một nghiệp vụ thì nhập một dòng. Đấy, mình đừng có nhập vắn tắt, đừng có nhập gộp thì sau này thì mình sẽ rất là khó để mình theo dõi. Thì khi mà anh chị hoàn thành được cái này rồi thì em sẽ lên được cho anh chị những cái báo cáo tồn kho nhập xuất tồn nhé. Đấy. Còn bây giờ thì anh chị cứ đấy, anh chị muốn sửa hay là thêm gì cũng được ha. Một anh chị insert ở đây cũng được ha. Đấy, thích thì chuột phải ở một cái cột nào đây. Đấy, này như này chuột phải các anh chị chọn chèn vào ở đây, các anh chị thêm ở trong này cũng được, nhưng mà tốt nhất là anh chị có thể ra ngoài này, này. Đấy, anh chị có thể thêm ở đây. Đấy, thích thêm cột gì nữa thì cứ thêm. Đấy, thêm xong rồi xong em sẽ hoàn hoàn thiện nói cho nhé.